Những điểm mới về luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường, giá nó sẽ trở nên rẻ hơn hay là đắt đỏ hơn? Có rất nhiều điểm mới về luật kinh doanh nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Nhưng mà trong video này mình sẽ phân tích 5 cái điểm mới mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến giá bán bất động sản trong thời gian tới nó như thế nào. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông á, để lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Thì trong cái mà những điểm mới của luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở này, có đâu đó khoảng hơn 10 điều. Thì video này mình sẽ đề cập đến 5 điều mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá bán, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến người mua và người bán bất động sản trong thời gian mới. Đó là cái đầu tiên, đó là siết phân lô tách thửa được quy định chặt chẽ hơn. Thì có rất nhiều người đưa thông tin là nếu như mà khi chúng ta siết phân lô tách thửa thì cái giá bất động sản nó sẽ trở nên là rẻ thối, rẻ như cho, hay là bán không ai thèm mua. Nhưng mà quan điểm của mình thì là khác. Nhưng trước đây khi mà thị trường bất động sản bình thường và chưa có những cái điểm mới về luật kinh doanh bất động sản được ra đời á, thì cái câu chuyện những cái sản phẩm ngoài kia, nếu như ai có tiền, ai mà mua sử dụng, ai mà mua vì sự sang chảnh, vì sự hào hoa của các dự án, thì người ta vào các dự án người ta mua, và giá của dự án thường ví dụ là giá dự án là 10 đồng, nhưng mà những người phân lô tách thửa xung quanh cái dự án đó giá nó chỉ 2 đến 3 đồng thôi. Đấy chính là lý do mà tại sao các con buôn, những nhà đầu tư bất động sản kinh nghiệm và lão luyện thì người ta thích đi mua đất của dân, mua đất phân lô hơn. Bởi vì sao? Giá của nó rẻ hơn, nó chỉ có khoảng 30-40% giá trị thôi, mà trong khi tiện ích dịch vụ, quy hoạch các thứ gần như là nó sẽ được sử dụng chung. Nhưng nếu trong thời gian tới mà cách là chúng ta siết phân lô, siết bán nền lại được quy định chặt chẽ hơn đó, thì những cái sản phẩm này ở trên thị trường càng ngày sẽ càng ít đi. Mà khi sản phẩm mà ít đi, có nghĩa là sản đầu ra, nghĩa là nguồn cung á, thì nó khan hiếm, mà nhu cầu càng ngày càng nhiều hơn, thì bạn thử nghĩ mà xem cái giá bất động sản nó có rẻ hơn được không. Mà theo quan điểm mình ấy, thì giá bất động sản nó sẽ trở nên đắt đỏ hơn và người ta sẽ ít lựa chọn hơn. Bởi vì bình thường chúng ta cũng biết rồi, nếu chúng ta đi mua đất mà phân lô tách thửa, có nghĩa là chúng ta có sổ đỏ luôn, công chứng được ngay, sổ đỏ cầm tay. Còn khi chúng ta đi mua đất dự án á, 90 hoặc hầu hết phần lớn là chúng tôi vào tiền theo tiến độ sổ chờ. Nhưng chờ đến bao giờ thì đó là câu trả lời không ai có thể trả lời được, kể cả các chủ dự án. Bởi vì sao? Các chủ dự án người ta cầm ngân hàng rồi để đi làm những dự án khác rồi, rồi chưa kể là người ta còn bán trái phiếu, rồi người ta bán cho chúng ta nữa. Như vậy là một tài sản mà người ta bán 3 lần thì liệu chừng đến khi nào chúng ta mới làm một cuốn sổ đỏ đó. Đấy chính là lý do mà tại sao thời gian gần đây chúng ta thấy trên truyền thông, trên mạng, trên TV, trên truyền hình ấy, thì đầy rẫy những người mà đeo băng rôn, mặc quần áo đỏ đi đòi quyền lợi, đòi đất, đòi sổ đỏ, đòi nhà, mà chúng ta cũng không biết đến khi nào mới xử lý xong. Những cái câu chuyện này phổ biến nó khoảng 2 năm trở lại đây. Cái đây khoảng hơn 5 năm đến 10 năm đã về trước. Cái câu chuyện mà mua đất dự án, mua sổ chờ, mua và hợp đồng góp vốn, mua hợp đồng này, hợp đồng kia là rất phổ biến. Đấy cũng chính là lý do mà tại sao cái lần này mà cái luật kinh doanh bất động sản có những cái điều mới để giúp ích cho cái việc là bảo vệ cái quyền lợi cho người mua, bảo vệ quyền lợi cho người dân, thay vì như trước đây là các chủ đầu tư dự án là cứ giam sổ đỏ đó, không làm cho người dân. Và cái thứ hai đó là gì? Đó là chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán. Đây là một điều mới và theo quan điểm của mình nó giúp ích được có rất nhiều người mua bán bất động sản ngoài kia. Thường thì chúng ta vào tiền theo tiến độ và là 95%, và chúng ta chờ đến khi nào có sổ thì vào nốt 5%. Nhưng mà cái câu chuyện đặt ra là các chủ đầu tư dự án người ta lời gấp mấy lần rồi, 5% này nó có đáng là bao nhiêu để người ta tập trung, người ta xử lý pháp lý, người ta tập trung để ra sổ đỏ cho người dân, cũng như là gì, người ta xoay sở tiền để trả cho ngân hàng, để lấy cái sổ đó về để tách thửa, để làm sổ đỏ cho người dân. Đó là một trong những cái điều mới mà mình nghĩ rằng với cái 5% giá bán này. Nhưng chúng ta cũng biết rồi, ở đâu cũng thế thôi, người ta lại tìm cách lách luật. Nên khi anh em đi mua bán bất động sản trong thời gian tới là chúng ta phải đặc biệt chú ý đến trường hợp này, là chúng ta nên đặt cọc bao nhiêu, đặt cọc 5% hay nhiều hơn 5%, hay là chúng ta chỉ khi nào
công chứng ở văn phòng công chứng hay là tư pháp xã phường, thì khi đó chúng ta mới ra hết tiền, để tránh cái tình trạng là gì, chúng ta cứ vào tiền cho người ta và người ta cứ hứa hẹn vào cái hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán có cả một sấp giấy như thế này, ai mà có khả năng đọc được hợp đồng đó, chưa kể hợp đồng đó được luật sư một ban cố vấn người ta ngồi đó, người ta viết ra, người ta soạn ra một câu, một chữ, một từ, một dấu chấm, một dấu phẩy, một cái dấu xuống dòng thôi là cái nội dung nó cũng khác rồi. Và cái thứ ba đó là gì? Đó là thủ điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản là chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đất đai. Đây là một trong những cái điều mà theo quan điểm của mình là rất tốt và đã bảo vệ được phần lớn những quyền lợi của những người mua bán bất động sản. Anh em chúng ta bị lừa, anh em chúng ta phải đi đòi quyền lợi là do gì? Các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Một ví dụ đơn giản nhất là gì? Người ta chưa có chuyển, người ta chưa có đóng tiền chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư. Ví dụ cái dự án làm cách đây 10 năm, cái giá đất thổ cư đó có khoảng 500.000 đồng một mét vuông thôi, nhưng bây giờ giá có thể là 5 triệu đồng một mét vuông. Cái giá thổ cư nó tăng lên 10 lần, người ta đóng tiền người ta cũng sót, nên người ta tìm cách người ta ra sổ đỏ lại đó. Thậm chí có những nơi người ta làm sổ đỏ được rồi, nhưng người ta vẫn nói là chưa làm được, để cho nhiều người người ta không chờ được nữa, người ta buộc lòng người ta phải thanh lý hợp đồng. Khi thanh lý hợp đồng, ngoài cái chuyện bạn mất tiền đó, bạn còn bị phạt nữa. Và sau khi thanh lý hợp đồng xong, người ta lấy cái thông tin đó, người ta lấy cái sổ đỏ đó người ta đã có, người ta bán cho người khác với cái giá nó cao hơn rất nhiều lần. Thế nên quan điểm của mình là cái điều luật này, này nó sẽ bảo vệ quyền lợi được cho những người bán, những người dân đi mua bán bất động sản lần đầu, để chúng ta không bị lừa đảo, không bị mất tiền. Cũng như trong thời gian tới mà khi mà các chủ đầu tư, các dự án mà muốn bán được thì nó phải đảm bảo quyền lợi là người ta đã phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người ta mới được quyền bán. Cũng như đây là một trong những loại giấy tờ pháp lý mà khi chúng ta đi mua bán bất động sản, một cái loại mà chưa thấy cuốn sổ đỏ đâu á, thì phải người ta phải chứng minh, người ta phải xô ra được chúng ta bằng giấy tờ gốc có một tròn, có cái tên, có đóng dấu, chứ không phải là những cái loại mà giấy tờ photocopy rồi chỉnh sửa hình ảnh. Thì làm sao chúng ta biết được cái nào là đúng, cái nào là sai? Bởi vì sao? Chúng ta là người dân mà, chúng ta là người đi mua, còn họ là chủ đầu tư, họ là người bày trò ra đó, họ gom chúng ta vào. Nên mới có câu chuyện là gì, lâu lâu chúng ta lại nghe nói mới đây ở dưới Đồng Nai có một cái công ty, có một tập đoàn gì đó rất to và hoành tráng, có mấy trăm căn nhà đấy người ta xây, mà nghe nói là liên quan đến một trong những đơn vị phân phối bất động sản lớn ở Việt Nam đấy. Cuối cùng sao, dự án đó nếu những ai mua, thì anh em bây giờ chúng ta nghĩ đi, cái hoàn cảnh và những cái người mà đã xuống tiền mua bất động sản rồi, khi nào chúng ta mới có nhà, khi nào chúng ta mới có sổ đỏ, và khi nào chúng ta mới đòi lại được cái tiền mà chúng ta đã trả cho người ta? Và cái thứ tư đó là gì? Bỏ phân biệt với Việt kiều khi mua bán bất động sản trong nước. Có nghĩa là thời những người ở Việt, người dân Việt Nam hay những người Việt kiều mà được nhập cảnh ngay trong Việt Nam, nhớ là chúng ta được nhập cảnh nha, chứ còn ta ở nước ngoài giống như bên bang Cali và bang cái bang gì gì đó mà không được nhập cảnh thì tôi không nói làm gì nha. Những người được nhập cảnh Việt Nam thì cũng như những người dân Việt Nam trong cái việc kinh doanh đầu tư bất động sản. So với trước đây thì đây là một trong những cái mới mà nó tạo điều kiện cho những người nước ngoài, những người Việt kiều, những người đi làm ăn xa xứ để về nước, người ta có tiền, người ta có thể đầu tư kinh doanh buôn bán bất động sản được, cũng như là làm cho thị trường bất động sản ở Việt Nam thu hút cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài, cũng như thu hút những đồng đô la của những bà con, những kiều bào nước ngoài đi quay về trong đất nước để đầu tư. Người ta có thể đứng tên sổ đỏ, người ta làm những giấy tờ liên quan đến pháp lý được. So với trước đây thì cái chuyện này nó bây giờ được nới lỏng và nó tạo điều kiện hơn. Cái thứ năm là bỏ quy định về vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng và bổ sung thêm các chỉ tiêu về tài chính trong điều kiện doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Giống như trước đây là khi các công ty, các doanh nghiệp bất động sản mở ra thì thường người ta phải có tài khoản, hay là người ta phải có và chứng minh được số tiền là 20 tỷ đồng. Nhưng bây giờ cái điều kiện này nó không còn bắt buộc nữa. Điều này cũng có nghĩa là thời gian này cũng như thời gian tới sẽ có rất nhiều các công ty bất động sản được mở ra. Chính vì các công ty bất động sản được mở ra một cách chính thống, chính quy và bài bản như thế này, thì khi đó anh em chúng ta đi đầu tư mua bán bất động sản, chúng ta phải biết và đặc biệt tìm hiểu về cái công ty đó được tổ chức như thế nào, cũng như là pháp lý và pháp danh người ta như thế nào để đảm bảo được quyền lợi. Nếu như không may khi là chúng ta mua bán bất động sản, giống như bây giờ ở Việt Nam chúng ta mua bán bất động sản, phần lớn các dự án cũng như là đất phân lô tách thửa không phải là của các công ty mà của một các cá nhân, nó đứng tên
trên cuốn sổ đỏ để bán lại cho người dân. Và cái doanh nghiệp đó, cái công ty đó, cái sàn giao dịch bất động sản đó, người ta chỉ làm dịch vụ thôi. Nên khi mà chúng ta mua qua họ mà không phải là họ, không phải là chính chủ nhé, nên khi có xảy ra vấn đề gì đó pháp lý, chúng ta sẽ không biết kêu ai cả. Nên cái câu chuyện là khi chúng ta đi mua bán bất động sản, chúng ta chỉ làm việc với chính chủ, là người đứng tên trên cái cuốn sổ đỏ, và chúng ta phải kiểm tra được người ta có phải là chủ thực sự của cái tài sản đó hay không, là bằng cách chúng ta so sánh cái sổ đỏ, so sánh cái sổ hồng, bây giờ là sổ hồng, về các giấy tờ tùy thân, nhân thân của người ta, để chúng ta biết rằng người ta có phải là chủ cái tài sản đó hay không. Tránh cái trường hợp là chúng ta có mua các công ty, mua các sàn hay mua các văn phòng, nhưng họ chỉ là cái bên đơn vị là phân phối thôi, đơn vị dịch vụ, bên là môi giới thôi, thì chúng ta đưa tiền cho họ, nếu không may mà họ đi họ lừa đảo chúng ta, thì khi đó chúng ta biết làm như thế nào. Vậy thì hôm nay cái video này nó chỉ nói về 5 cái điều mới về cái luật kinh doanh bất động sản, về luật về nhà ở, mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá bán cũng như cái quyền lợi của người mua, và đặc biệt là quyền lợi của những cái anh em chúng ta đi mua bán bất động sản lần đầu mà chúng ta không biết, mà bất động sản đó là bất động sản về dự án đó, để chúng ta không bị lừa đảo, chúng ta không bị mất tiền. Ví dụ bây giờ chúng ta chỉ đặt cọc 5%, hay là gì, cái đơn vị là cái chủ dự án nó phải hoàn thành được nghĩa vụ tài chính thì người ta mới có quyền để bán cái tài sản đó. Ngoài ra còn có một số quy định khác, giống như là bổ sung thêm nhiều hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản, bổ sung được quy định điều tiết thị trường, hay bổ sung được quy định về thời gian, về thông tin, về công khai về dự án. Đấy là những cái thông tin mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên truyền thông, nhưng những cái điều đó nó chưa phải là những cái lý do chính mà nó ảnh hưởng đến cái giá bán, cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta khi chúng ta đi mua bán bất động sản. Nếu như chúng ta không biết được những điều này thì thời gian tới mà chúng ta vẫn cứ theo cái kiểu là mua theo kiểu mà không có sổ, vào tiền theo tiến độ 90-95%, chúng ta không có thể tin tưởng được bất kỳ một công ty, một chủ đầu tư một dự án nào. Bởi vì sao? Bây giờ ở Việt Nam có những tập đoàn lớn to đoành thuộc cái hàng top 5 ở Việt Nam mà vẫn dính những trường hợp này hoặc kia, vẫn không làm sổ đỏ cho người dân, không làm sổ đỏ cho cư dân, kể cả ở các chung cư. Thì bạn nghĩ đi, những cái công ty không tên tuổi, chúng ta không biết họ là ai ấy, thì lấy gì đảm bảo cái quyền lợi và cái tiền chúng ta bỏ xuống để chúng ta mua cái dự án đó, chúng ta mua cái bất động sản, chúng ta mua cái tài sản đó, chúng ta lấy được cuốn sổ đỏ, chúng ta có pháp lý này chứng tỏ và chứng minh chúng ta là người chủ sở hữu đối với cái tài sản đó.